Và xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các kỳ lễ sau đây: Giuse Hoàng Anh Dũng, Giuse Hoàng Kim Tinh, Giuse Nguyễn Gia Hạnh, Marta Vũ Kim Vân mới qua đời, Maria Vũ Thị Yến, Giuse Nguyễn Văn Bằng, Giuse Nguyễn Văn Ngôn, Giuse Trần Quốc Lãm, Giuse Trần Thiện Tâm, Giuse Trần Văn Tiến mới qua đời, Giuse Trần Văn Tiến, Phêrô Nguyễn Ngọc Ái, Phêrô Nguyễn Sơn Hải, Marta Vũ Kim Vân mới qua đời, Maria Hoàng Thị Bao, Maria Nguyễn Thị Ngọ, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Nguyễn Thị Thảo, Maria Phạm Thị Đông, Maria Phạm Thị Men, các linh hồn cha mẹ anh em họ hàng, các linh hồn Lê Luyện Ngục, các linh hồn thân bằng quyến thuộc, linh hồn ông bà nội, linh hồn ông bà ngoại, các linh hồn tiên nhân nội ngoại, Katarina, Nguyễn, xin Chúa Thánh Thần ban ơn chữa lành và bình an. Cecilia, Nguyễn Tự Nhiên, Giuse Trần Văn Tiến. Và hôm nay cùng với giáo hội chúng ta cũng mừng kính lễ thánh Cecilia, trinh nữ và tỳ đạo. Và thánh nữ cũng là quan thầy của các nghệ sĩ. Vậy đặc biệt chúng ta cũng nhớ đến cầu nguyện cho tất cả các anh chị em ở trong các ca đoàn, trong công mục vụ thánh nhạc. Và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở trên thế giới. Và trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở chúng ta cùng lắng động trong giây lát để xét mình ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, những khiếm khuyết của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Cecilia, chúng con đến dâng lời khẩn nguyện. Xin lời thánh nữ truyền cầu, xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ vua Antiocho, cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống,
cũng không phải mẹ sắp đặt ban phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người hơn bản thân mình. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Vua Antiochô cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống lại, còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho người được giàu sang hạnh phúc nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hiểu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mời cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời, bà mới bằng lòng thuyết phục người con nghiêng mình về phía anh. Bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ và nói với anh những lời sau đây: Con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng kiêu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết để đến ngày Chúa thương xót. Người sẽ trả cho con và các anh con cho mẹ. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: Các ngươi còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môi-se. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hiếp-ri. Vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, khi thương dân, con đưa thỏa tình chiêm ngưỡng thân nhang. Lạy Chúa, khi thương dân, con đưa thỏa tình chiêm ngưỡng thân nhang. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thổ ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Lạy Chúa, khi thương dân, con đưa thỏa tình chiêm ngưỡng thân nhang. Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, chân xa đường lối kẻ bao tàng. Dòi về trên Ngài, con không vâm ngã, con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đã đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, khi thương dân, con đưa thỏa tình chiêm ngưỡng thân nhang. Xin gìn giữ con như thể con ngươi dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Về phần con sống công minh chính trực, con sẽ đưa trong cây chưa mặc Ngài. Khi thương dân, con đưa thỏa tình chiêm ngưỡng thân nhang. Lạy Chúa, khi thương dân, con đã khóa rồi nhìn chiêm ngưỡng thanh nha. Alleluia, Alleluia. Chúa ơi, xin Ngài đã cho anh em được giữa thế gian để anh em ra đi
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc đất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Khi suy nghĩ về cái đoạn này thì tôi lại nhớ lại một cái câu mà tôi thường hay nói với lại giáo dân. Đó là nhiều khi bảo là nếu như mà Chúa trở lại rồi thì mình chả phải làm cái gì nữa nhỉ. Thì không biết là khi nói với ông bà chị em có hiểu ý tôi nói là cái gì không. Là nhiều khi để có cái dự án này, dự án nọ, dự án kia, rồi để công việc nó khó khăn, tiền bạc không có thì tất cả đây. Thì tôi mới bảo nếu mà Chúa, mình biết là Chúa sắp tới, mình đâu có cần phải làm cái gì nữa không. Và dân chúng thì người ta cũng có nghĩ như vậy, người ta nghĩ Giêsu lên Jerusalem rồi, tại vì họ tin rằng ngài là đấng Messiah, đấng sẽ tới, và khi ngài tới thì ngài sẽ làm cho mọi sự biến đổi hết mọi sự, không có còn phải đô hộ người Roma nữa, và lúc đó thì mọi sự trở nên hoàn hảo hết rồi, người ta không phải làm cái gì nữa. Đó, thì khi như vậy có nghĩa là người ta ở trong cái thái độ là nếu Chúa tới thì mình chả cần phải làm cái gì nữa. Đó, thì cái lời Chúa trong nay Chúa ta nói là những cái người nghĩ như vậy và mỗi người họ có một cái thái độ khác nhau. À, thì ở trong đó thì chúng ta thấy là cái nhóm đầu tiên là cái nhóm là phản đối Chúa, giống như là kẻ thù không đợi trời chung vậy đó. Tôi không có muốn ông là cái người hướng dẫn cai trị chúng tôi. Rồi một cái nhóm người thứ hai là cái nhóm người tích cực. Gọi là Chúa có đến hay Chúa không có đến, mình vẫn phải sống chọn mình, sống hết mình. Qua cái hình ảnh là Chúa trao cho 10 nén hoặc 5 nén đó, là họ sống hết mình và làm sinh lợi cho những người đó. Còn một cái nhóm người nữa là cái nhóm người nghi ngờ. Khi mà nghi ngờ thì mình không có làm cái gì đâu.
khi người ta ngồi ta bỏ, ta gọi là giấu kín hết tất cả, khi là cái người là được trao cho một nén bạc nhưng mà cất giấu đi vì sợ. Có lẽ cuộc sống nhiều khi cuộc sống của chúng ta nó gọi là khó khăn rồi thì chúng ta cũng không có dám làm một cái gì nữa không? Đó thì đó là những cái thái độ của những cái con người khác nhau. À, thì trong những cái ngày cuối của lịch phụng vụ, có lẽ đây là những cái chủ đề để gợi ý giúp cho chúng ta sống như thế nào. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, mình làm việc tốt nhưng mà mình bị người ta gọi là vu khống cho mình, sau đó thì mình có tiếp tục mình làm nữa không? Hay là thôi thì nó xấu rồi thì lúc đó mình sợ là mình ru sun lại không làm. Tự nhiên nó làm cho cái trái tim của mình nó trở lên gọi là khép kín lại. Hoặc là mình bị tổn thương một ai rồi đó, rồi thì mình nhìn tất cả những người khác đều như vậy. Có lẽ cái lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta là cho dù là cuộc sống nó rất là nhiều những cái xấu xa đi chăng nữa, nhưng cũng có rất là nhiều những cái người tốt ở trong đó. Không vì mà một cái tổn thương hay là một cái thất bại gì đó mà mình co cụm mình lại, mà mình không tiếp tục mình sống. Có lẽ cái bài học thứ nhất chúng ta thấy cái tấm gương niềm tin của một bà mẹ. Nếu như mà mình nói về con người thấy con của mình chết là một cái sự đau đớn rồi không? Chỉ một đứa thôi, huống chi trong một ngày mà 7 đứa phải chết như vậy, với sức con người thì không thể nào chịu nổi được. Nhưng nhờ vào gọi là cái sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh của niềm tin mà bà có thể vượt qua được cái đó. Và cái điều mà bà vượt qua được cái đó, bà ấy nói rằng là cái niềm hy vọng của bà là vào Thiên Chúa. Và cái niềm hy vọng đó khởi đi là bà xác tín rằng là sự sống là do Thiên Chúa tặng ban. Bà cũng nói rõ cái điều đó rất rõ với con, 7 người con của bà. Bà nói rằng là mẹ là người sinh các con, mẹ là người nuôi nấng các con. Nhưng mà cái sự các con thành hình lớn lên như thế nào, mẹ không biết, mẹ chỉ biết đó là do Thiên Chúa mà thôi. Rồi cái điều thứ hai nữa bà mẹ xác tín ở trong đó, bà mẹ nói rằng nhờ vào mẹ tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ trả lại chúng con cho mẹ, có nghĩa là cho những người con đã được sống lại. Là bà tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào sự phục sinh. Và lúc bây giờ về cái thần học mà về Chúa sống lại, Chúa phục sinh thì đâu đã có đâu. Thì làm sao mà bà ta biết được cái điều đó? Có lẽ giống như là Thánh Phêrô vậy, khi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, các anh em nói thầy là ai, thì Thánh Phêrô đã đại diện cho các tông đồ nói thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và ngay sau đó thì Chúa Giêsu nói không phải là sự khôn ngoan của con người mà anh biết được cái điều đó đâu, nhưng chính Thánh Thần của Chúa đã ban cho anh cái niềm tin, đã ban cho anh cái sự hiểu biết đó. Thì chúng ta thấy cái điều đó ở trong gọi là những gì mà người mẹ đã nói. Và chúng ta biết là chúng ta ngày gọi là tuần vừa rồi chúng ta đã mừng lễ Cánh Tử Đạo Việt Nam không? Thì trong đó có lẽ cũng có một vị thánh nữ đó là Thánh Anna Lê Thị Thành. Và nếu như mà chúng ta đọc lại cái câu chuyện mà chị Thánh phải trải qua những cực hình, thì chúng ta sẽ thấy gọi là cái niềm tin đã giúp cho họ. Về trước gì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi với cái món quà niềm tin của chúng ta, để chúng ta tiếp tục chúng ta sống hết mình. Thiên Chúa cho bao nhiêu thì chúng ta sống bấy nhiêu thôi. Và chúng ta sẽ sống cho đến ngày mà Chúa trở lại thôi. Và Chúa cũng đã nói rất là nhiều lần, Ngài đến rất là bất ngờ. Và chúng ta thấy những người bạn thân của chúng ta thôi, cuộc ra đi của nhiều người cũng rất là bất ngờ, không ai ngờ được hết. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn sống cái tâm tình sẵn sàng. Và sống tâm tình sẵn sàng đó là sống với một cái niềm tin vào Thiên Chúa, với những cái niềm tin để chúng ta nhìn thấy được cái sự tốt lành. Trước hết là mình phải nhìn thấy cái sự đó, sự tốt lành nơi nhau. Rồi cái sự tốt lành thứ hai nữa đó là mình, cho dù là mình
người ta không có làm sự tốt lành, hoặc là người ta không có chọn cái giá trị tin mừng. Nhiều khi mình bảo ai cũng làm như vậy thì tại làm sao tôi phải làm thế, và nếu như vậy thì mình cũng cá mè cả lứa thôi. Đó, chính vì vậy có lẽ là cái cuộc bách đạo nhiều khi ngày hôm nay nó không còn đổ máu, nhưng mà cái sự bách đạo đó nó vẫn là chúng ta có chọn lựa để làm cái điều tốt, trong khi những người khác thì không làm những cái điều đó. Hoặc là vây quanh chúng ta quá nhiều những sự giữ đi, rồi thôi thì vậy thì cái hành động tốt lành của mình phải chăng là chỉ là giọt nước đổ biển, chỉ là những hạt muối nhỏ thôi. Thật sự nó chỉ là những hạt muối nhỏ, nhưng mà cho dù nó nhỏ thế nào đi chăng nữa, nó cũng vẫn nhắc nhở cho chúng ta được mời gọi để trở thành ánh sáng cũng như là muối của đời. Chính vì chúng ta noi gương các thánh thầy đạo Việt Nam, cũng như là noi gương thánh nữ Cecilia, chị thánh đã chọn lựa cái lời hứa, lời khấn là giữ sự hiết tịnh. Chính vì vậy mà cho dù bố mẹ có ép phải lập gia đình, hoặc là trước cái sự đe dọa của những người lính Roma, thì thánh nữ cũng đã quyết tâm. Và một cái điều nữa đó là chị thánh vẫn thể hiện một cái niềm vui để luôn luôn ca tụng Thiên Chúa, mặc dù trong những cái lúc đe dọa, trong những cái lúc mà đứng trước sự chết, thì chị thánh vẫn thể hiện được cái niềm vui để mà ca tụng Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để thể hiện cái niềm vui đó. Niềm vui đó là cái niềm vui chúng ta chọn lựa Thiên Chúa, chọn lựa lời của Ngài, chọn lựa đường lối của Ngài, cho dù là nó có khó thế nào đi chăng nữa. Vậy xin các thánh cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để rồi cuộc sống của chúng ta cũng giống như lời Chúa ngày hôm nay đã được sinh hoa kết trái. Cho dù những cái hoa trái đó nó rất là khiêm nhường đi, nhưng nó vẫn là những hoa trái của niềm tin. Amen. Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi thánh nữ Cecilia. Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa, và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là trinh đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình cứu diêu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được chay lửa đức tin, thôi thúc các ngài bền đô đến cùng và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mời thờ lạy Chúa, hát bài ca mời thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vậy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Vua hàng sông và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban lương thực bởi trời để chúng con được thêm sức mạnh. Xin cũng giúp chúng con biết noi gương sáng của Thánh nữ Cecilia là chỉ sống cho Chúa khi mang trong thân mình cuộc thương khó của Chúa Kitô, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi làm chứng nhân cho Chúa luôn được bình an. Cùng nhau làm tuần tam nhật kính các thánh tử đạo Việt Nam. Hôm nay ngày thứ ba, xin mở trang 8. Máu các thánh tử đạo là hạt giống, xin các Kitô hiểu. Lời Thiên Chúa hạt vàng gieo giống, hàng đấy mầm sinh trường to tươi, làm cho biến đổi cuộc đời con người hẹn. Dù tù ngục xiết xiềng gian khổ, dù thấy căng mau độ chân hòa, tinh thần như vần hát ca, chứng minh chân lý sáng lòa hơn gương. Ôi lời Chúa tình thương kỳ diệu, thấy Thầy chiêu hào quang, người con tổ quốc Việt Nam, đây hồn chiêm ngâm lòng chàng kinh tin. Nhân chi dùng muôn nghìn tương sang, trừ tâm thành bảy vút trời cao, nguồn ơn thanh hoa dồi dào, tin mừng lành nhân hiến trao cho đời. Ôi lời Chúa diệu vời môi phong, xây quê hương hùng đôm yêu thương, sương vui cục khổ khôn lường, vâng sinh phụng vũ tròn đường hiếu trung. Chúc tùng đấng muôn trùng siêu việt, là ba ngôi thông hiệp nhiễm màu, tin mừng chân lý cao sâu, đã gieo xuống mảnh đất màu Việt Nam. Xin mời ngồi. Suy niệm. Hạt giống xin các Kitô hiểu. Ngoài hàng ngàn các tín hiệu trong những thế kỷ qua đã bước theo cuộc khổ nạn của Đức Kitô, ngày nay còn có những người đang làm việc, nhiều khi là trong khắc khoải và hy sinh từ bỏ, với tham vọng duy nhất là có thể kiên trì làm việc trong vườn nho của Chúa. Như những tôi tớ trung thành hiểu được phúc lành của nước Thiên Chúa, hạt giống sinh các Kitô hiểu, còn là tất cả những ai ngày nay đang sống giữa dân của mình vì chính nghĩa của Thiên Chúa. Cố gắng hiểu ý nghĩa của tin mừng Đức Kitô và thập giá của Người, cùng với bổn phận làm việc và cầu nguyện cho nước Cha trị đến trong mọi tâm hồn, nhất là trong xứ sở mà Chúa đã kêu gọi họ sống ở đó. Bổn phận này, hoạt động nội tâm liên lỉ và mạnh mẽ này đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng hy vọng tín thác nơi những việc biết rằng sự quan phòng của Thiên Chúa hoạt động cùng với họ, để làm cho những nỗ lực cũng như những đau khổ của họ sinh hoa kết quả. Sách khôn ngoan công bố chân lý huy hoàng này, tuôn đổ ngập tràn ánh sáng trên biến cố chúng ta cử hành hôm nay. Vâng, linh hồn người trung chính ở trong tay Chúa và không hình khổ nào chạm tới được. Xem ra những lời này không tương ứng với thực tế lịch sử. Thật vậy, các vị tử đạo đã phải chịu cực hình,
quá sức là đàn khác. Nhưng tác giả được linh ứng khai triển tư tưởng của mình rộng lớn hơn. Những kẻ ngu muội nghĩ rằng các ngài đã chết rồi, coi sự ra đi của các ngài là điều vô phúc. Việc các ngài rời bỏ chúng ta là sự tiêu diệt. Thế nhưng các ngài ở trong bình an. Người đời cho rằng các ngài bị trừng phạt, nhưng niềm hy vọng nơi các ngài hướng đến sự bất tử. Các thánh tử đạo, các thánh tử đạo Việt Nam, các chứng nhân cho chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết, các chứng nhân cho ơn gọi con người hướng đến sự bất tử. Sách Khôn Ngoan tiếp tục: hãy chịu khổ đôi chút, hãy đón nhận ân huệ lớn lao, vì Thiên Chúa đã thử thách các ngươi và thấy các ngươi xứng đáng với Ngài. Ngài thử thách các ngươi như vàng trong lò lửa và đón nhận các ngươi như của lễ toàn thiêu. Vâng, như của lễ toàn thiêu kết hợp với hy tế thập giá của Đức Kitô. Thật vậy, cách riêng các ngài, thưa các vị tử đạo Việt Nam, các ngài đã loan báo đến cùng Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta hướng về Đức Kitô, nhờ Người chúng ta đạt đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những ai trông cậy vào Người, vào Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá và phục sinh, sẽ hiểu thấu chân lý. Những ai trung thành sẽ ở gần Người trong tình yêu, vì ân sủng và lòng thương xót được dành cho những ai Người tuyển chọn. Thưa các ngài là những vị tử đạo, thưa các ngài là những người được tuyển chọn, xin hãy nghe đến cùng điều mà sách Khôn Ngoan nói về các ngài. Trong ngày phán xét, họ sẽ rực sáng như những tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy, như những tia lửa, như những ánh chớp của nguồn sáng chiếu soi rực rỡ. Xin hãy nghe đến cùng điều mà sách Khôn Ngoan nói về các ngài. Họ sẽ cai trị các dân tộc, hành quyền trên các dân, và Chúa sẽ ngự trị trên họ đến muôn đời. Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và phục sinh, Đấng đã đến trong thế gian không phải để xét xử thế gian, nhưng để nhờ Người mà thế gian được cứu độ. Đức Kitô ấy cũng như các ngài đã giữ phần đau khổ và thập giá của Chúa, thì các ngài cũng giữ phần vào ơn cứu độ thế giới mà Người đã thực hiện. Mời đứng. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần chung kiến của hội thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xin Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt đua gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.
các ngài đã yêu mến quê hương. Xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận. Xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng. Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được nói gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con để xứng đáng đón nhận những ơn lành Chúa đã hứa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mở trang 15. Đây bài ca ngọn trung dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu, không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đắm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên phạm trường. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì